Thắng Cá Mập, chào tất cả anh em nha. Tôi Đức Vượng xin chào cả anh em nha. Các bạn ơi, thì tôi Minh Thắng Cá Mập ấy thì đang xuất hiện ở dưới gần chỗ trường nông nghiệp anh em ạ. Đấy thì là hôm nay ấy, lúc mà anh em tôi đang ngồi nghỉ trưa ấy thì là có một thanh niên gọi điện cho anh em tôi thì vừa bắt máy ấy, số lạ vừa bắt máy là thanh niên đã chửi thẳng mặt anh em tôi rồi. Thì anh em tôi lúc đầu là không biết thằng nào mà tự nhiên lại gọi điện chửi anh em tôi, thì qua chúng tôi hỏi và nó chửi anh em tôi liên tục luôn. Thì là thanh niên đấy có nói là thằng đấy là đại ca bảo kê, gọi là cho anh em gọi là chuyên thu tiền của các em sinh viên các kiểu mà đi qua cái khu xóm này nó ấy, là các em thuê trọ các kiểu bên trong ấy mà đi qua xóm này nó là nó thu tiền, hay là cứ đi học đi qua là nó thu tiền các bạn ạ. Thì là anh em mình nghe được một cái bạn sinh viên bạn báo cho anh em mình ấy, thì anh em mình đã xuống tìm thằng con lợn đấy và xử lý. Thì đợt đấy anh em mình cứ sút cho nó trận gọi là nhức hết người, thì nó gọi là xin anh em tôi tha cho này kia, là sau ý là sẽ làm những cái việc xin việc gọi là ổn định lương thiện làm chứ không phải đi là thu tiền này kia nữa. Thì anh em tôi biết được đấy là thằng này là chuyên gọi là nghiện ngập cờ bạc, gọi là anh em của nó cũng thế luôn, là không làm ăn gì hết, là chuyên đi thu tiền của học sinh rồi xin đẻo tiền cái kiểu này. Thì là anh em tôi mới xuống xử nó. Thì là lúc xử nó anh em tôi quay một clip đăng lên mạng, thì mới đăng lên mạng thì view rất là căng. Thì nó biết được cái clip đấy, nó gọi điện nó chửi thẳng anh em tôi và nó bắt anh em tôi xóa clip này kia, không nó sẽ không tha anh em tôi nhá. Thì lúc đấy anh em tôi đang có việc, bây giờ thì mới gọi là xong cái công việc anh em tôi ra gọi là quay luôn clip này để gọi điện lại để xem thằng con nợ này nó như thế nào mà nó lại. Nói chung ấy là gọi điện cho anh em tôi ấy, bảo là thôi anh ơi anh tha cho em xóa clip đi ấy. Thì là mình sẵn sàng mình xóa ngay. Đấy, mình đăng lên để cho mọi người biết cái bộ mặt nó thôi. Bây giờ nó chửi anh em như gì. Này, tao nói mày này, vừa lấy bọn tao đang có tí việc, mày gọi điện mày chửi ai? Hả? Cái thằng mẹ mày bảo kê mày thu tiền sinh viên các kiểu ấy, bọn tao trước đã tha cho mày rồi. Hiểu chưa? Tao đâu cần biết đâu, chúng mày đang ở đâu? Thì bố mày đến nơi tận Này, mày bọn tao mày ngay ở trường ấy rồi nhá. Bố mày đang ở trường luôn, trong trường. Hiểu chưa? Trong trường thì chắc chắn chưa? Chắc chắn. Bố mày chắc chắn luôn ấy, lần trước ấy bọn tao ấy quay cái clip mày ấy là để cho mọi người biết, và cũng cho là cái bản thân mày ấy đi xin việc làm khác ổn định lương thiện mà làm, đừng có đi thu tiền bảo kê của sinh viên nữa, xin đẻo tiền sinh viên các kiểu. Bây giờ là làm một cái video đấy ấy, tao đã che cái mặt mày như thế rồi. Bọn tao không cần biết cái gì. Đấy là một cái công việc của tao, chúng mày thì đá vào bắt cơm tao, chúng mày xong rồi. Công việc à? Công việc của mày thích à? Công việc của mày không? Công việc báo kê à? Thế là trước tao sút mày như thế, mày bảo là anh ơi tha cho em, bây giờ em hoàn lương cái kiểu mày hoàn lương đấy à? Mày thích cái gì vào tù bóc lịch không? Tao nói biết này, bây giờ tao gặp mày đó, đá phát vào mõm đấy, chưa? gáy. Này. Tao nói mày, tao biết ấy, cái thằng con lợn mày gọi ấy, bọn bố mày xuống luôn gần cái trường nông nghiệp rồi. Mày ra đây. Tao cho chúng mày thì đúng một cái gọi là lời gọi là cuối cùng này. Cuối cùng mày à? Cho chúng mày 2 phút. Mày nói cho lời cuối cùng là mày liệm mày không? Hay mày như nào? Xóa ngay cái clip mới đi. Xóa clip nào? Để tao lóng. Tao nhiều clip lắm. Mày thích trêu đùa tao à? Mày thích xóa clip nào? Mày vẫn thích thì mày trêu đùa tao à? Này. Tao không chơi đùa mày ấy, tao đéo xuống thì mày sát trường để gặp mày luôn nhá. Mày đủ bản lĩnh ấy thì mày bước sát ra đây. Dạ đây, bố mày đang giữa trường đây. Hôm trước ấy. Như nào? Là tao thì lúc đấy đang gọi là sơ hở một tí, chúng mày cắn tao phải không? Sơ hở cái đéo thì hôm đấy mẹ mày mấy anh em đứng mẹ thu tiền như kia, bọn bố mày lao vào gặp mày nói chuyện, mấy thằng chạy, mấy anh em mày chạy mẹ như chó này, bây giờ lại bảo là mình mày cứ kiểu mày thích mõm không? Bây giờ chúng mày đang ở đâu? Thế mấy thằng em mày, mấy thằng em mày đuổi hết chưa? Mấy thằng đấy chúng mày đang ở đâu? Bố mày đứng ngay trường ấy. Mày có nhắm ra đây không? Ngay trường này. Chờ 45 phút bố mày gọi điện mấy thằng em ra xử đẹp chúng mày nhá. Này, tao bảo tìm cái thằng em là cứng cứng hãng gọi, đừng có gọi mấy thằng không giờ. Mấy thằng nhìn thấy thì mẹ đã chạy rồi thì đang ăn gì bọn đấy? Tí nữa chúng mày lúc đấy nhức người thì mà lúc đấy đừng xin tha tao nhá. Nhức người mày dọa ai đấy? Hả? Tí nữa chúng mày chờ 5 phút nữa là có một đội anh này, em. Này, bố mày nói luôn với mày ấy. Mày ra kia, mày ra đây luôn hiểu chưa? Còn mấy thằng em của mày ấy, tốt nhất là để ở nhà chứ mấy thằng đấy đéo có tác dụng gì đâu. Cái bọn mày cứ đứng chờ. Cái bọn đấy chỉ được cái chạy này. Chạy nhanh thôi hiểu chưa? Đéo có tác dụng gì đâu. Tao không cần nói nhiều, chờ 5 phút nữa bước khác, ok. Còn thằng chó này. Mấy bạn này nó sang đây ra chứ biết ra đây. Nó ra đây, nó chỉ gần đây thôi, tại vì là lần trước anh em mình chửi nó ngay ngoài kia thôi. Đấy, ngay ngoài chỗ khu vực trường này là anh em mình chút nó như một con lợn rồi.
nó xin ra này kia, mà thằng này giọng bây giờ rất gân anh em ạ. Đấy, nếu mà thực ra mà thanh niên này ấy, mà gọi điện cho anh em mình bảo là anh ơi, thì lần trước là em có làm như này kia thì các anh em biết lỗi rồi thì anh xóa cho em cái này kia thì đấy. Anh em mình sẵn sàng gọi là xóa luôn trong giây một luôn anh em nhé. Mà thanh niên này gọi điện chưa gì đã chửi thẳng mặt anh em mình các kiểu rồi, thì nói chung là anh em mình ấy phải tìm thằng này để nói chuyện nó rõ ràng, gọi là dứt điểm vụ việc đi. Đấy, anh em mình nói chung ấy là cũng vì các bạn sinh viên đi đã học đã không có tiền rồi mà đi về cứ đi qua gặp bọn đấy là bọn nó xin đẻo tiền này kia, em ơi cho anh xin tiền mua bao thuốc này kia, rồi nó bảo là đi qua đây là đường nhà anh này kia là phải cho anh tiền này kia đấy. Các bạn anh em mình, các bạn nghe thấy cái bức xúc không? Đấy, bây giờ để xem là con nợ này nó bảo mấy phút xem nó gọi để cho thằng em nào chưa. Mà mấy thằng em hôm đấy của nó chạy như con vịt nên lại gọi mấy thằng đấy ra làm gì? Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau không gặp nhau không một chút. Mình bước qua đời nhau để lại thương nhau, để lại biết số. Alo, đâu rồi? Chúng mày đang ở đâu? Hết 3 phút rồi đấy. Đâu? Tao đứng ngay cái cổng vào ấy. Ngay cổng vào đấy. Ừ. Thế chúng mày mày gọi mấy thằng gọi là mày gọi thằng nào chưa? Hả? Mày thấy mấy thằng đang xăm tổ đứng đấy tiếp chúng mày chưa? Đâu, thằng nào? Thằng nào mày mõm à? Với tao bảo mấy thằng em đến đây chưa gặp chúng mày à? Mẹ à mày, đéo thấy thằng nào. Này, mấy thằng em của mày cô hồn nó bay nhanh ấy, hả? À, mấy thằng em tao lên gọi là bảo kê khu đấy mà. Bảo kê khu đấy mày còn đéo nhắm đến thì mấy thằng em mày đến làm gì? Mấy thằng em mày đến là giải quyết được việc gì? Cái gì? Tao cho mấy thằng em tao đến xử chúng mày trước, tao mới đến. Úi dồi ôi. Này, tao bảo rồi, mày thanh niên ấy, giang hồ nói giọng cứng lên, tao thấy giọng mày hơi run ấy nhá. Xử lý việc của mày thì mày tự mà đến. Còn hôm nay ấy, tự nhiên gọi điện chửi anh em tao ấy, thì bọn tao đến đây để xem mày nhắm ra con, tao mày không ra tao tìm tận nơi. Giọng tao tuy bình thường này thôi, nhưng mà cái gọi là cái chất của tao nó lại khác. Chất à? Mày chất cứt à? Chất gì? Hả? À? Chất bẩn à? Mày chất bẩn hay chất gì? Thằng cá mập phải không? Đúng rồi. Thằng cá mập. Mày là chất bẩn gọi là làm ô nhiễm xã hội hay chất gì? Mày hơi láo rồi đấy. Lợn à. Này đéo biết ai láo, mày gọi điện mày chửi bọn tao như cái gì? Bọn tao ấy mới xuống đây tìm mày để nói chuyện cho dứt điểm nhá. Chúng mày nhìn nó. Còn mày ấy, mày đéo nhắm ra ấy. Mày đéo phải 2 phút kiểu mày đéo nhắm ra thì mày nói một câu để bọn tao tìm đến tận nơi nói chuyện. À, thì có nhắm tìm nơi phải không? Có nhắm ra hay không? Sao tao dám ra? Tao bảo mấy thằng em tao ra trước. Đại ca đéo thì đại ca việc đéo của thì mày và mày còn đi nhờ mấy thằng em mày ra trước nữa. Dựa dẫm vào mấy thằng em. Này, mấy thằng em tao gọi là dạy võ công gọi là nghìn năm gọi là của tao. Võ mẹ mày võ truyền đó của nó hết rồi. Mày mẹ mày, mày chưa sống à? Chưa sống được 25 năm mày dạy võ công nghìn năm thôi được ông ạ. Ông bốc phét thì ông nói bé bé thôi nhá. Người ta cười mày người ta ỉa vào mặt ông ấy. Cái gì? Hiểu chưa? Đúng 2 phút. Lại 2 phút. 2 phút. Đùa. Các bạn ơi, thì anh em mình không biết là cái thằng này nó giang hồ đến cỡ nào. Ê, bảo là ra gặp anh em mình nói chuyện kiểu lấy cứ phải cho mấy thằng em ra chờ 2 phút thì chờ 5 phút các kiểu, không biết là chờ bao nhiêu phút thì nó đến đây. Còn bây giờ ấy, anh em mình sẽ ra ngồi ngoài này uống nước. Đấy, chờ nó thêm 5-10 phút nữa, nếu mà thằng này không ra ấy thì là anh em mình sẽ hỏi xem là mấy bạn sinh viên đây là xem biết thông tin là cái bọn mà trước mà xin tiền với cả thu tiền cái kiểu của các em ấy là có ở gần đây không, thì là anh em mình sẽ tìm đến tận nơi gặp thằng này nói chuyện luôn để cho cái câu chuyện này nó rõ ràng luôn. Là nó muốn xóa clip ấy thì một ấy là phải anh em mình táng nó trận đã đấy, xong xin lỗi anh em mình thì may anh em mình xóa cho, còn nếu mà cứ khăng khăng mà chửi bới ấy thì là thằng này như anh em ạ. Đấy thôi, là khả năng bây giờ là clip này anh em mình dừng lại đây thôi, để tí nó có đến hay không ấy thì anh em mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Còn nó không đến thì anh em mình sẽ tìm đến tận chỗ nói chuyện luôn anh em nhá. Đây.